Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thanh Easy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Cast Robot Defense. Và chúng ta sẽ vào và chiến đấu tiếp tục thôi. Ở đây thì nó sẽ cho mình xem quảng cáo và chúng ta sẽ lấy được thêm khoảng là 11.000 nữa để mình có thể nâng cấp thêm các cái phụ kiện cho các loại xe chúng ta. Chúng ta hiện tại lần trước mình đã có thể triệu hồi ra được một con lợn này, một con mèo này, con mèo thổi kèn này, thêm bốn con mèo bình thường, thêm hai con vịt nữa. Team thì nó cũng khá là ổn rồi, để lên xem những cái cấp cao sẽ như thế nào nha. Chúng ta sẽ đợi một chút để quảng cáo này thường sẽ làm tầm mười mấy giây đó. Anh em đợi một chút. Bắt buộc phải xem quảng cáo thì chúng ta mới có tiền nâng cấp được, không thì rất là khó chơi. Nào, chúng ta có 19.000 đúng không? Đây. Đó, cũng có cả con mèo con kìa anh em, có thấy không? Rồi, là mèo con này. Tên. Thổi gió cho ra ngoài đi. Đấy, chúng ta sẽ có những con tử thần ở đây này. Thêm hai con vịt nữa. Pháo nó bắt đầu là nã vào thành rồi anh em. Ấy chà, đông đấy chứ đúng không? Vịt này. Tiếp tục là đóng băng cái hàng bắn pháo đằng trước lên. Đấy anh em, chúng ta sẽ tấn công luôn. Let's go. Ấy chà, nó bắt đầu khỏe thế nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp kiểu gì đây? Nâng cấp cái này lên à? Chúng ta sẽ có thêm được hai cái lớp gai ở đây này. Vấn đề là chúng ta mới chỉ có quay 43. Chúng ta cần phải đánh nhanh hơn nữa để sang được quay 60 nó sẽ mở cái map gì đó. Có vịt kìa anh em. Tức là gọi vịt ra, chúng ta sẽ có con lợn đây này. Bắn nó chúng ta sẽ có cái lớp giáp nó trâu bò hơn rất là nhiều. Và đây nó sẽ có cả gai kìa. Bắn hơi nhầm ta. Đây rồi. Mình chỉ sợ đánh boss thôi anh em ạ. Và hiện tại chúng ta đang level số 20. Thì nếu mà lên level thì sẽ nâng cấp vào vàng đi, nâng cấp mắc vàng đi. Tất cả thứ đều nâng cấp mắc hết vàng à. Để cho nó tăng tốc độ sản sinh ra vàng, nâng cấp được nhiều hơn. Mấy cái kia thì nó cũng quan trọng, nó sẽ để nâng cấp sau. Nâng cấp vàng và nâng cấp XP giống như bên chính là cái Growcaster ấy, cũng như vậy thôi. Tấn công nào, mới có vịt chúng ta đâu. Chúng ta sẽ gọi vịt ra này. Bắt đầu bắn, đóng băng lại này, chết chưa? Một phát nữa. Đấy, con nhện bắt đầu ra rồi anh em. Chém nó. Chờ. Khá là khó chịu đây. Con boss nó trâu thích nhờ. Cuối cùng mình đã hạ được nó rồi. Và chúng sẽ lấy thêm 12.000 nữa bằng cách xem quảng cáo. Chúng sẽ có 6 giây xem quảng cáo thôi. Cái này rất là nhanh. Siêu nhanh luôn. Rồi, chúng ta sẽ có thêm khoảng là 22.000 nâng cấp lên. Ồ, bao giờ thì nó mới cho thêm mình một ô nữa nhờ. Mình cần thêm một ô nữa để trang bị thêm một cái loại vũ khí đấy anh em ạ. Đóng băng này. Rồi bây giờ mình xem cái con nào là hợp lý nhất đối với mình. Bắn tên này, thổi gió này. Cái quạt gió này hình như nó sẽ không gây đam này. Chúng ta nên thay đổi vào một cái vũ khí bắn đạn gì đó, như là đạn lửa chẳng hạn. Đấy, thì nó hợp lý hơn, đúng không? Tên này vẫn bắn này, khá là hợp lý. Con vịt thì nó không bắn đâu, nó chỉ triệu hồi ra được hai con đệ của nó thôi. Tiếp tục thổi gió xong quay tiếp theo và chúng ta sẽ unlock ra được hero, một con thỏ thiên sứ à, đẹp thế, mắc đẹp luôn. Và chúng ta sẽ bỏ cái này đi này, chúng ta sẽ lấy cái lửa flame cannon đây này, flame thrower. Hiện tại level 1 à, mình sẽ cho nó lên một level một chút như thế này, cho level 5 đi, tất cả đều level 5 hết đi anh em ạ. Equip vào đây luôn. Chúng sẽ equip vào cái phía sau này luôn này. Đã xong. Cái này sẽ lên level. Ui, lên level có vẻ như là rất là lâu rồi nha. Đó, chúng ta sẽ có một số thứ ở đây. Lửa này, đốt cháy hết luôn. Băng này, chết ngay, nó sao có thể vào được. Vịt ra đâu ra? Khá là tốt ta. Pháo, cái khẩu pháo thỉnh thoảng nó sẽ triệu hồi ra con mèo nha anh em. Triệu hồi ra con mèo con ấy. Đấy. Let's go. Đông đấy, bị làm gì. Tiếp tục là đóng băng nó lại này. Xong rồi là dùng lửa để nướng bọn này luôn. Thêm quân đoàn này, bắn tên liên tục. Đấy, chà. Quay 46 đã xong. Và ok thì chúng ta sẽ, mình đang bị hơi bị ngạt mũi một chút nên giọng nói nó hơi khó chịu. Tấn công nào anh em. Gọi thêm 4 mèo. Cái này nó sẽ random ra con mèo cầm cái gì à, bồ cào. Cái này bồ cào. Slow lại. Đấy, xong rồi lửa lên.
đốt luôn, vào là chết thôi. Wow, rất là ngon đấy. Như vậy chúng ta sẽ cần nâng nâng cái con tiền này lên không nhỉ. Ui, bắn cho như kia kìa, bắn nhanh quá. Bây giờ làm nào đây? May quá mà chúng ta vẫn sẽ win, và chúng ta sẽ kiếm thêm được khoảng 14k nữa sau khi xem xong cái quảng cáo ở đây. Cái tựa game này nó giống cũng giống một cái tựa game mà mình từng chơi rồi, cũng kiểu thủ thành này. Mình từng chơi cái tựa game rồi, nó y hệt, nhưng mà thấy nó cái tựa game này nó giống giống Grow Cutter hơn và nó đẹp hơn, nó mới ra nữa. Thì mình sẽ để link phía dưới nhá, anh em nào muốn chơi trò này thì có thể là tải về và chơi. Thì tựa game này nó ở trên Android, hoàn toàn là miễn phí trên Android. Rồi bây giờ sẽ nâng cấp cái gì đây? Mình có một số nhiệm vụ claim thêm điểm đây. Chúng ta sẽ làm cái gì đây giờ nhỉ? 400 này, kill 24 enemy bằng arrow shorter, gây ra 760 dam bằng cái arrow shorter. Level up cho con này á. Pearson à, level up mất bằng 3 game à. Đây là cái con mà nó sẽ triệu hồi ra được, thỉnh thoảng sẽ có. Hero thì mình sẽ có Angel Cast này, Restore 10% hit point. Những cái đồng minh có nghĩa là chúng ta sẽ hồi máu đúng không? Thiên sứ, mình là thiên sứ boxing này. Knock enemy, để mua con gì đây? Nhiều con đẹp quá nhỉ, con nó chỉ có giá 5.000 thôi. Nhưng mình sẽ tập trung vào nâng cấp đi ạ, đúng không? Weather Spirit thì sẽ không cần. Không thể nâng cấp lên được cái tường thành, không thể lên một ô nữa. Nó còn một ô nữa cơ mà đúng không? Thì bắt đầu sẽ khỏe hơn rồi đấy, tìm nó khỏe lắm đấy, pháo kìa. Đấy, băng lửa và kết hợp như thế thì mình sẽ không thể chết được. Bắn lên, nhanh lắm, siêu tốc độ luôn. Thêm lửa, thêm con vịt này. Rất tốt luôn, đóng băng hết luôn. Ok, thêm một chiêu lửa nữa. Lửa, ui con chó anh em ơi. May mà boss vẫn có thể hạ gục được. 3k6 tiền. Một skill nữa, tăng vàng lên đi. Tăng càng nhiều vàng càng tốt. Let's go, lên nào. Wow, bây giờ sẽ là bọn bay bay. Thật sự là khó chịu rồi. Slow lại cái đằng sau đi. Cái đằng sau thì nó sẽ bắn đại bác anh em ạ. Đốt lửa nào. Thêm một phát này, bắn tên. Ui, nó bắn cho những cái quả pháo rất là khỏe nhỉ. Tiếp tục anh em ơi, đóng băng lên, triệu tập ra một đàn mèo và bắt đầu tấn công nó. Victory, hay tuyệt. Chúng ta sẽ nâng cấp cái arrows upgrade đây này, sẽ nâng cấp được này anh em ơi. Đấy, ví dụ một cái này sẽ nâng cấp được đây, sẽ tạo ra cái gì, summon ra 4 con Infestry Cast, Wild hệ gió, hệ Fire và hệ Ice. Hay đúng không? Bây giờ có thể nâng cấp rồi. Flame Throw, Fire Tower. Mình sẽ dùng cái gì nhỉ? Chưa biết sẽ gì nhỉ? Dùng cái gì? Bomb Cannon, Music, Airpods này. 3 Flying Cast trong vòng 12 giây đấy anh em ơi. Nếu mình muốn chơi một cái đội quân chuyên triệu hồi thì ta sẽ dùng cái này là được, là hợp lý này. Thế thì mình sẽ bắn bỏ bớt cái laser đi, nhưng mà cái airpod sẽ không tấn công được đâu. Thay vào đây luôn này, được không ta? Đấy, chúng ta sẽ thay cái airpod vào luôn đó, nâng cấp lên. Nó sẽ triệu hồi được 3 flying cast. Ok, không đủ level để update à. Level 11 nha. Mình bỏ cái gì rồi, chết rồi. Hơi bùng mình ta. Chúng ta sẽ có Flying Cast, đánh khá là tốt. Mình mất, thiếu mất một cái. Mình quên mất không cho một cái vào anh em ạ. Rồi. Có vẻ như tên này có vẻ khó chơi đây. Quay 50 anh em. Đốt lửa lên.
Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là nâng cấp skill đã. Nâng cấp vào vàng này. Lấy lại một cái ở đây đã. Mình không biết cái nào nó khỏe đây. Ketsun Box, Flamethrower. Đây, đóng băng đây. Tesla. Chơi cái gì bây giờ nhỉ? Con vịt này. Chơi cái gì giờ? Bom Cannon à? Giá 6.000 cơ. Chứ sẽ chơi cái gì nhờ? Chúng ta sẽ có cái Wind Turbine, Laser, Flamethrower, Castun. Chắc là phải để lại cái Laser thôi. Đấy. Và sẽ nâng, và sẽ xem quảng cáo thêm được khoảng 12.000 nữa. Để có thêm tiền nâng cấp. Cái này ít tiền quá nhờ. Cái kia nó cho mấy chục ngàn nâng cấp rất là nhanh. Cái này nâng cấp mãi mà không thấy lên level ta. Quá lâu luôn. Ok, tắt cái đi. Đó, bây giờ thì có 15.000 nâng cấp cho cái này lên level đi. Airpods. Hết sạch tiền level 4. Nâng cái cao cấp nhất, nó sẽ nâng cấp cái cao cấp nhất được. Đấy, 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 đấy. Châu hơn. Chết ngay cái tí đầu tiên. Cái bọn con mèo mình đâu rồi? Đâu rồi? Con mèo mình đâu rồi? Đấy đấy đấy. Đấy, và chúng ta vẫn được thêm một ít tiền. Đốt lửa nào. Khó chịu thật. Bắn phát này vẫn win. Một thứ đã xong rồi, thành nhiệm vụ này kiếm 6.900 gold. Kill 24 enemy. Cái nhiệm vụ này lấy kiểu gì ta? Level up một cái gadget skip đi. Đây. Cái này nó sẽ tăng mình tiền rất là nhanh khi làm xong cái nhiệm vụ này. Bây giờ sẽ triệu hồi ra một con mèo đã. Cái này rồi, đây rồi. Tấn công. Đó, mèo này. Đốt lửa đi. Laser vẫn bắn vẫn khá tốt. Mèo 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 mèo. Cái dòng trên mới là triệu hồi được nha. Có boss ạ, có boss kìa. Slow lại, slow lại. Ấy chà chà. Đốt lửa đi. Chết đi, hay lắm. Cho con 51 game. Vấn đề là mình đang thiếu tiền để nâng cấp quá. Mình muốn nâng cấp cái con này lên cái này. Nó sẽ triệu hồi được 3 con. Hiện tại đang là summon ra 3 Frankas và trong vòng 15 giây. Cái này thì bình thường là bao nhiêu giây? Trong vòng 12 giây, đúng rồi, nâng cấp sẽ là 15 giây nhá. Nâng cấp lên luôn đi, level up đi. Level 6 rồi, bây giờ sẽ còn 5 level nữa. Cố lên nào. Nâng con mèo bây giờ trâu hơn rồi đấy. Khỏe mà, flying cast. Hay, mèo số mèo bay được. Mèo đi bộ này, mèo dưới đất này, và mèo bay này. Đủ thể loại luôn. Triệu hồi 4 cái con mèo cận chiến luôn này. Đây, vào đây. Một chiêu. Rồi, flamethrower đốt lửa lên. Chết hết. Đỡ được mới là chuyện lạ đấy. Giờ sẽ kiếm thêm được khoảng 13.000 gold nữa bằng cách là xem quảng cáo. Anh em đợi chút nhá, nhanh thôi. 13.000 thì mình sẽ nâng cấp được mấy lần cho cái con Aircast nhỉ? Mình nên tập trung nâng hết vào những cái con nào mà có thể triệu hồi ra được ấy, là hợp lý nhất. Mình thích kiểu triệu hồi. Nhưng mà cái súng cũng không hay. Mấy cái súng cũng rất là hay. Triệu hồi thì nó chỉ được mấy chục giây thôi. Cái súng thì bắn được mãi mãi. Nhưng mà nếu mà triệu hồi ra thì quân số mình đông hơn, kiểu dạng như vậy. Level. Bây giờ sẽ 3 level nữa cả. Phải nhất là xem một lần quảng cáo nữa thì may ra mới được. Kiếm được bao nhiêu ở đây? Kiếm 6.000 gold. 6.200, 193 này. Đánh càng nhiều nhiệm vụ mà. Lên, lên. Bắn nó. Đóng băng lại. Chính ra là mấy cái skill lửa kia hợp lý hơn. Thế ta sẽ dừng lại, mình sẽ nâng cấp cho cái lửa, cái băng, cái laser thì hợp lý. Đấy.
rất là trâu mà. Finecast bọn mèo bay này. Chết ngay, là sao để trụ được. Victory 8900. Rất là nhanh chóng. Muốn nâng cấp cái này lên cần mấy level nữa cơ mà. Thật sự là lâu. Nhưng bù lại nó rất là khỏe. Con mèo bay ấy, chém kìa. Thật ra thì cũng bình thường, không khỏe lắm. Tấn công liên hoàn. Và sau mỗi một turn ra sẽ được thêm một game thôi. Nó giống hệt cái kia mà. Mèo bay đâu rồi? Cái này giống con thiên sứ anh em. Chẳng khác gì con thiên sứ cả. Chết hết 12.000 này. Và cho được cái tận đến 54 cái thư cơ. Thế thì mình nâng cấp cho cái này đi. Nâng cấp cho cái arrow này thì nó rất là rẻ. Rẻ bèo luôn. Level 9 này. Và khi nâng cấp thì nó sẽ thành ra là một cái nỏ bắn rất tốt. Trời ơi, skip làm gì? Nhầm rồi. Nhiệm vụ đầu đang ngon đúng không? Trời ơi. Đang ngon. Level up còn một level nữa này. Xong dùng game này. Theo mình nghĩ sẽ nâng cấp từng cái một từ thấp đến cao ấy. Hợp lý. Đấy, giờ cùng tên khỏe hơn. Nâng cấp từng cái một thì nó rẻ. Cái trên đắt lắm. Những cái cao tiền này đắt lắm. Để đấy vậy. Let's go, tấn công nó nào. Rồi, một chiều nữa này. Con mèo có thứ. Team này ra mà sẽ đỡ được. Có con nhện kìa. Lửa, hết năng lượng rồi. Đánh nhanh thắng nhanh nào. Tốt, và chúng ta kiếm được thêm 28.000 kìa. Không xem hơi phí. Thỉnh thoảng nó cho phát 28.000 thì quá ngon. Bây giờ sẽ nâng cấp cái cung lên trước. Theo mình nghĩ vậy. Nâng cấp cung xong nâng cấp con mèo. Đúng không? Cái kia dừng lại à? Cái kia chỉ còn một level nữa kìa. Nâng cấp luôn cái kia đi. Cái kia cũng chỉ còn một level thôi anh em. Nâng cấp cái cung và nâng cấp cái con Aircast, con mèo bay luôn. Đây, nâng cấp cái này lên. Nó đang ở level 8 mà còn lâu thôi. Tức là nâng cấp từ những cái nhỏ nhặt nhất này. Level 10. Và nâng cấp lên. Chúng ta sẽ chọn một trong hai. Shoot more arrow trong vòng 5 giây. Thêm nhiều cái hơn. Trong 5 giây thôi. Hãy tip như nhau. Hai tên. Cái này là hai cung, mình sẽ dùng hai tên đi. Rồi. Thêm một nhánh rồi anh em. Mình sẽ cắt Zoom Box sẽ được lên level. Đó, và nâng cấp lên này. Mình cần mèo lửa nhờ. Hay mèo băng ta. Đấy, một trong ba. Nâng cấp lên mèo lửa luôn. Ok. Mình sẽ nâng cấp cái flame throw. Rồi, sau đó sẽ dùng game để nâng cấp lên. Đấy, khỏe hơn hẳn, hết say tiền luôn rồi. Nhưng mà ngon đúng không? Hơi bị tốt đấy. Rồi ok, let's go, bây giờ khỏe hơn rồi. Bắn nhanh hơn rồi. Cái này trước, cho chậm mèo lửa này anh em, thấy chưa? Đó, hay ở chỗ đấy đấy. Khỏe hơn hẳn. Nhờn. Rồi ôi, mèo lửa nào. Chém hết, chết hết. Chết hết vào đây này. Hết sạch năng lượng rồi anh em. Mèo lửa mình cũng sẽ không lên được. Kiếm thêm tiền để nâng cấp thôi. Rồi. Xem quảng cáo thì nó sẽ cho mình nhiều hơn. Một phát này. Bắn tên. Đóng băng. Mèo. Mèo lửa đây. Đốt nó. Ok, rất là hợp lý luôn. Tuyệt vời đấy. Và tiếp tục nào. Mèo lửa này. Rất khỏe. Mèo lửa rất là khỏe. Vào đây này. Đánh trên không thì mình có rồi. Đã xong. Hào nhanh tiêu diệt gọn và cho tất cả lên level. Claim. Tốt. Và chúng ta sẽ có thêm khoảng 15.000 để nâng cấp cho các cái loại thứ chúng ta lên. Frozen Gun. Hết tiền. Đúng lúc hết tiền. Nhọ thật. Tạm thời là cái hệ thống xe của mình khá là ngon đấy. Mình phải nâng cấp mắc lên level 11 đã. Xong rồi nâng sau. Nâng cái kia sau. Đâu ấy, mèo lửa rồi. Bắn nó nào. Đấy, băng giá này. Có nhiều con bay quá nhờ. Không vấn đề gì. Lên.
Cái này giống hệt thiên sứ luôn, chẳng khác gì thiên sứ cả. Win ngay. Cửa 60 ta sẽ xem. Đấy rồi, ôi sao 16.000 nhờ. Bạn có thể kiếm tiền ở đâu? Ít quá. Cái này ít quá anh em ạ. Cái này ít tiền, có 16.000 thôi. Ít quá rồi. Nhưng không sao, chắc mình sẽ nâng cấp được cái Frozen lên thêm cấp nữa thì nó sẽ ngon. Ok, chiến đấu nào. Tắt cái này đi. Và chúng ta sẽ nâng cấp được cho cái này lên cấp 10. Và sẽ nâng cấp bằng 11 game 10 game. Fraser đóng băng enemy trong một khu vực trong vòng 5 giây. Như nhau Frozen Field. Cái nào cũng thế. Cái màu đậm đậm hơn là mình thích này. Rồi, 19.000 là để nâng cấp cho cái Tesla Gun. Hết sạch tiền. Và khi lên cấp ấy thì nó sẽ... Đây, nó có hai loại súng. Electric Throw 5 enemy. Và một cái nữa là chúng ta sẽ có thể là... 3 enemy electric, 5 enemy thì ngon hơn chứ nhỉ. Passive nha. À, nó thêm kỹ năng mới này. Next Basic Attack Stun. Ờ, cái này hay này, khả năng stun này. Khá là tốt ta, nhờ. Let's go. Ồ, đóng băng bây giờ ngon lắm rồi. Đóng băng cho vòng 5 giây hay sao ấy. Dị phết đấy. Đốt lửa lên, hay. Quân địch vào đây. Sổi ơi, mèo ta. Đánh như thế này làm sao có thể chịu được. Wow. Hết sạch năng lượng rồi. Bên đó yêu cầu nhiều năng lượng quá. Lại là con chó này. Đóng băng lại, đóng băng lại, đóng băng lại. Hết lửa rồi. Và con boss thì máu nó chuột tụt còn nhanh hơn mình. Ok, thì mình sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Robot Cast Defense. Bye bye.